hỏi: Kính bạch hòa thượng, con cảm thấy câu nói tính, hành, giải thực hành rất khó. Nếu như không thể chứng đắc thì về tịnh độ phải chăng chẳng phải chuyện dễ dàng? Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ. Đáp: Giảng sinh tịnh độ quyết chẳng đòi hỏi chúng ta phải chứng quả. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn tịnh độ. Ngoài tịnh độ tông ra, các pháp môn khác đều phải chứng quả. Theo Đại Thừa, Bồ Tát từ sơ tính tâm dần dần tu tập và trải qua nhiều quả vị mới chứng quả vị rốt ráo. Còn Tiểu Thừa từ quả tu đạo hoàng cũng phải trải qua các quả vị để dần dần tiến lên quả vị giác ngộ. Việc này thật khó. Còn pháp môn tịnh tông đề xướng đới nghiệp giảng sinh, tức là mang theo nghiệp cũ mà giảng sinh về cõi Phật. Tuy chẳng cầu chứng quả, nhưng hàng ngày Phật tử cũng phải cố gắng tu tập để chuyển hóa tập khí phiền não của mình. Tại sao mình chuyển hóa không nổi? Là trong cuộc sống thường ngày có những lỗi nhỏ mà mình thường hay vi phạm, dần dần thành thói quen, do đó không thể chuyển nổi. Chỉ cần Phật tử tỉnh thức, quyết tâm sám hối, gặp các cảnh duyên thuận hay nghịch, tự mình có bản lãnh nhẫn nhục, nhẫn nại, không phát ra sự nóng giận, rèn luyện được công phu như vậy thì giảng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có trở ngại nữa. Công phu này rèn luyện bằng cách nào đây? Nhất định phải nhìn thấu, buông xuống, thường thường nghĩ đến Phật. Kinh Kim Cang dạy chúng ta: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp như mộng quyển bào ảnh. Đừng quá để ý so đo người này người kia bằng tâm đố kỵ, ganh tị, thì tự nhiên tâm chúng ta sẽ bình lặng. Nhìn người khác có lỗi, đó là lỗi của họ, lỗi đó với ta chẳng có liên quan gì. Chỉ cần chính ta không đồng tâm thì ta có thể giảng sinh. Một số người tu hành không thành tựu, cái rắc rối lớn nhất là gì? Là đem lỗi lầm của kẻ khác để vào trong lòng của mình, không chịu buông xuống thì rắc rối lớn đó. Nhìn thấy người này lỗi, kẻ kia sai, cứ mãi ghim chặt vào lòng thì chính mình làm khổ mình trước và mất đi cơ duyên giảng sinh. Người thông minh nhìn thấy tất cả chúng sinh tạo tội nghiệp cực trọng, chỉ cởi lòng thương xót, cầu nguyện họ tránh những nghiệp ác. Khi đó họ càng tinh tấn niệm Phật, mong ngày thành tựu để cứu vớt tất cả chúng sinh. Nếu bạn đồng tu có sai phạm thì bằng lòng thành, chúng ta góp ý khuyên nhủ họ. Tuy nhiên, người xưa nói với chúng ta: khuyên người nhiều nhất là 3 lần, không thể 4 lần. 4 lần thì biến thành oan gia đối đầu. 3 lần khuyên họ chẳng chịu sửa lỗi thì nên nhớ, vĩnh viễn chớ nên khuyên họ nữa. Khi gặp mặt nhau vẫn cung kính hoan hỷ, làm bằng hữu chớ làm oan gia. Làm oan gia thì không tốt rồi. Đây là cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta nguyên tắc xử thế đối với người tại thế gian này là vậy. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, Tiểu Thừa tu tập theo pháp thiền tứ niệm xứ, còn Đại Thừa tu pháp thiền, Mật giáo thì tu trì chú và pháp môn quán tâm. Vậy con kính hỏi hòa thượng, các tông phái nhiều như vậy thì cách tu có giống nhau không? Có phải cách nào cũng bổ sung cho nhau mới thành tựu được? Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Mỗi tông phái dùng danh từ thuật ngữ và cách thức không giống nhau, nhưng tinh thần, mục đích và ý hướng giống nhau. Tứ niệm xứ thuộc về thiền. Sao gọi là thiền? Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Đức Lục Tổ nói rằng không dính mắc các duyên bên ngoài gọi là thiền. Bên trong tâm không dấy động gọi là định. Kinh Kim Cang nói không dính mắc hình tướng như như bất động. Không dính mắc nơi hình tướng gọi là thiền, như như bất động gọi là định. Không bị các duyên bên ngoài làm mê hoặc, 6 căn tiếp xúc với 6 trần, không luận là cảnh thuận hay cảnh nghịch mà không bị khuấy nhiễu dao động gọi là thiền.
luôn luôn giữ tâm cho được thanh tịnh, không vọng tưởng, phân biệt chấp trước, đây gọi là định. Pháp môn tu nào mục đích cũng giúp mọi người được giác ngộ giải thoát, nhưng điều thiết yếu của việc tu hành là thâm nhập một pháp môn. Thực tế, khi thông một pháp môn thì thông tất cả các pháp môn. Chúng ta tu hành không thể tu một lần hai ba pháp môn, cho nên người tu học nhất định phải chọn lựa pháp môn nào hợp với mình, thích hợp với công việc sinh hoạt của mình trong hiện tại, cũng như trình độ và khả năng của mình. Như vậy mới dễ dàng thành tựu được. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, con đọc rất nhiều kinh sách Phật, nhưng con không biết làm cách nào khi áp dụng tu hành mà không bị chướng ngại. Xin hòa thượng chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Việc tu hành hoàn toàn là do mình. Trong sinh hoạt hàng ngày, khi bạn quan hệ giao tiếp với bạn bè mà trong tâm mình vẫn y nhiên thanh tịnh, không có phân biệt chấp trước, đó là không bị chướng ngại. Còn ngược lại, khi quan hệ tiếp xúc mà tâm không thanh tịnh thì cần phải buông xả hết tất cả, đó là phương pháp tu hành. Hỏi: Thưa hòa thượng, mật tông tức thân thành Phật, thiền tông minh tâm kiến tánh thành Phật, tịnh độ tông vãng sinh bất thối thành Phật, ba tông phái này có điểm nào khác biệt? Xin hòa thượng giảng giải cho đệ tử rõ. Đáp: Hoàn toàn như nhau. Mặc dù phương pháp tu hành có khác, nhưng thành Phật thì hoàn toàn như nhau. Ba cách thành Phật này nói một cách rõ ràng. Tịnh độ tông giảng sinh bất thối thành Phật là dễ dàng nhất. Đối với chúng ta, đây là pháp môn dễ tu nhất. Còn hai pháp kia hành trì rất khó khăn. Bạn nói mật tông tức thân thành Phật. Năm xưa lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cùng tôi thảo luận vấn đề này. Ngài nói, 50 năm sau khi Trung Quốc giải phóng, có đến 13 ức người tu học mật tông, trong đó có 6 người thành tựu. Ngài Kim Cang Thượng Sư của mật tông cũng nói chỉ có 6 người thành tựu. Vì sao vậy? Tu mật có thể thành Phật không? Ngài nói với tôi không có. Tôi hỏi Ngài tại sao không? Ngài nói phần nhiều chúng sinh thời nay chẳng có căn tánh học mật. Đây là lời của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, chứ chẳng phải tôi nói. Cho nên suốt một đời Ngài đi đến khắp nơi tuyên dương tịnh độ, khuyên người trì danh niệm Phật. Chính Ngài lúc lâm chung nhờ niệm Phật mà giảng sinh, không phải niệm chú mà giảng sinh. Điều này các vị đồng tu ở Bắc Kinh đều biết cả. Nghe nói trước khi giảng sinh, Ngài đã nhập thất công phu niệm Phật đến 6 tháng. Mỗi ngày, Ngài niệm mười mấy vạn câu danh hiệu Phật. Do đó, Ngài niệm Phật mà giảng sinh, chứ không phải do trì chú. Ngài nói với tôi, Ngài tu theo mật tông Kim Cang Thượng Sư, nhưng không dùng mật pháp để tu tịnh độ, mà Ngài dùng phương pháp niệm Phật để tu tịnh độ. Điều này mang đến cho chúng ta một khai thị rất hay. Hỏi: Kính bạch hòa thượng, nhà Phật nói tướng tùy tâm chuyển, hòa thượng lại nói chúng con mỗi người có thể dựa vào tướng mạo để đối chiếu công phu tu tập của chính mình. Vậy con xin hỏi hòa thượng, người tu hành tướng mạo không được đẹp có phải do công phu tu tập của họ bị sai lệch không? Đáp: Không nhất định như thế, bởi vì tướng mạo của con người có được là do ảnh hưởng và liên quan đến phước báo đời trước của họ. Từ khi sinh ra đến 40 tuổi, tướng mạo của họ tươi tốt là do ảnh hưởng phước báo trong đời trước. Từ 40 tuổi trở về sau, tướng mạo tốt hay xấu là do trách nhiệm của mình. Lời nói này nghĩa như thế nào? Nghĩa là từ khi sinh ra đến thời gian 40 tuổi, mình làm việc thiện hoặc việc bất thiện thì nó sẽ ảnh hưởng đến tướng mạo của mình. Cho nên lúc trẻ tướng mạo xinh đẹp, cho đến về sau này tướng mạo có sự biến đổi hoặc tốt hoặc xấu, việc này hoàn toàn liên quan đến tâm ý, hành vi và việc làm thiện ác của mình. Điều này hoàn toàn liên quan đến nhân quả. Phật nói
từ địa vị Bồ Tát tu hành đến quả vị Phật phải mất thời gian là 100 kiếp chuyên tu 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là do gieo trồng nhân lành mới có kết quả như vậy. Sao Phật nói thời gian dài như thế để tu tướng tốt? Đây là sự thị hiện để cho chúng ta thấy tâm lý chúng sinh đều muốn cho tướng mạo của mình tươi đẹp, cho nên Phật thị hiện tướng mạo đoan nghiêm tươi đẹp để chúng sinh biết rằng tướng của mình có tốt đẹp hay không là do tu các thiện nghiệp mà thành. Chúng ta hiểu được như thế thì nên tích cực tu các nhân lành, nhất định sẽ được quả báo lành. Hỏi: Thưa Hòa Thượng, niệm Phật niệm đến công phu thành một mảng, làm sao biết được mình sẽ vãng sinh về thượng phẩm hay hạ phẩm, thối chuyển hay không thối chuyển? Dưới tình trạng nào có thể thối chuyển, tình trạng nào không thối chuyển? Xin Hòa Thượng giải bày cho đệ tử rõ. Đáp: Niệm Phật niệm đến công phu thành một mảng, biết được mình có vãng sinh hay không? Nếu tâm mình bị các thất tình lục dục lôi kéo, làm cho mê hoặc thì sẽ không vãng sinh. Cho nên đối với pháp thế gian hay pháp xuất thế gian mà tâm tưởng loạn động thì thối chuyển. Người công phu niệm Phật, dù là pháp thế gian hay xuất thế gian, thấy đều buông bỏ thì bạn sẽ không thối chuyển. Việc thế gian với mình không liên can gì cả, cả thảy dứt sạch hết. Chúng ta đến thế gian này làm khách, chúng ta ở nơi đây giống như là ở quán trọ vậy. Bất cứ đồ đạc gì đều là của quán trọ, chẳng phải là của ta. Sự việc gì đối với mình, chúng ta tập nhìn với thái độ không dính mắc. Nếu quý vị có cách nhìn như vậy thì khi sống ở thế gian này, tâm chúng ta rất an nhiên và thanh tịnh, không bị các thứ ngũ dục của thế gian làm mê hoặc. Có như thế mới không bị thối chuyển. Còn về phẩm vị thượng hay hạ, điều này chúng ta chẳng cần phải quan tâm, vì lo nghĩ nhiều quá thì sẽ phá mất tâm thanh tịnh của chúng ta. Hỏi: Bạch Hòa Thượng, có nhiều người tu tướng mạo không được đẹp, vậy xin hỏi Hòa Thượng, làm cách nào xóa đi hết những tâm lý mặc cảm tự ti, mong Ngài chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Muốn tiêu trừ những buồn phiền mặc cảm tự ti, chỉ cần nhất tâm niệm Phật, không còn nghĩ đến tướng mạo đẹp hay xấu. Chúng ta niệm Phật là nhân, còn chứng được quả vì giải thoát rốt ráo viên mãn là quả. Hiện tại hình tướng có xấu một chút cũng không có quan hệ gì cả. Khi về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà thì tướng mạo vô cùng tốt đẹp thù thắng. Phật tử nhìn 500 vị La-Hán cùng với 18 tượng vị La-Hán, tướng mạo của mỗi vị đâu có giống nhau. Có vị nhìn tướng mạo rất là kỳ quái, nhưng lòng từ bi và trí tuệ của Ngài khó ai bì kịp. Khi Phật tử hiểu rõ về đạo lý này rồi thì không cần để ý đến tướng mạo, không sinh tâm phân biệt chấp trước, chỉ một lòng chuyên tâm niệm Phật thì tướng mạo từ từ chuyển đổi. Kinh Vô Lượng Thọ nói rằng, khi hành giả vãng sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì tướng mạo của mọi người đều giống nhau. Tại sao tướng mạo lại giống nhau? Bởi vì ở thế giới khác, người có tướng mạo tốt đẹp thì sinh lòng cao ngạo, người có tướng mạo xấu thì mặc cảm tự ti. Nên khi vãng sanh về thế giới Cực Lạc, Đức Phật A-di-đà dùng thần lực của Ngài khiến tướng mạo của mọi người đồng tươi đẹp giống như nhau. Ở Tây Phương, ai ai cũng có thân tướng tốt đẹp như Phật A-di-đà. Mọi người ai cũng có tướng mạo giống nhau, như vậy có lẫn lộn không? Không, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi người đều có trí tuệ và đầy đủ 6 loại thần thông, do đó tuyệt đối không có nhầm lẫn với nhau được. Hỏi: Thế nào là thượng phẩm? Đáp: Khi nãy tôi vừa nói, sinh tử tự tại là thượng phẩm. Quả thực, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Đây là thượng phẩm, là kết quả công phu niệm Phật gom thành một mảng của bạn. Đại khái vãng sinh về thượng phẩm. Thượng trung phẩm ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có thể tùy theo ý nguyện của mình.
bạn muốn lúc nào đi thì A-di-đà Phật đến tiếp dẫn lúc đó. Đây là thượng thượng phẩm, thượng trung phẩm. Còn nếu phẩm vị thấp hơn một chút thì bạn sẽ không tự tại được như vậy. Tuy nhiên, cũng biết trước giờ chết. Những người công phu giỏi thì đại khái biết trước đó 1 năm hoặc 2 năm. Đó là giảng sinh về trung phẩm. Trong trung phẩm này cũng có người biết trước nửa năm hoặc 3 tháng mình sẽ giảng sinh. Có người biết trước từ 1 đến 2 tuần mình sẽ giảng sinh. Và cũng có người biết trước 3 hoặc 4 ngày thì thuộc về hạ phẩm. Từ chỗ này chúng ta có thể thấy rất rõ ràng minh bạch, song chỉ cần chúng ta cầu giảng sinh là được rồi. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: chỉ cần được giảng sinh vào hạ phẩm, tôi cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Tuyệt đối không lưu tâm đến phẩm gì cao thấp. Bạn thử nghĩ xem tâm của Ngài khiêm tốn biết là bao, thanh tịnh biết là bao. Nỗ lực tranh lấy thượng phẩm, bạn vẫn còn cái tâm cạnh tranh, thì phiền não của bạn vẫn chưa đoạn. Tại sao vậy? Vì bạn vẫn còn cái tâm muốn hơn người khác một bậc. Cái tâm này là chướng ngại. Cái tâm hơn thua vẫn chưa loại bỏ. Tâm hơn thua là phiền não, là cống cao ngã mạn. Cho nên tu hành phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Tâm thanh tịnh thì tự nhiên hợp với đạo. Trong tông Tịnh Độ có bộ kinh Vô Lượng Thọ, nghĩa là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Như thế nào gọi là thanh tịnh? Trong tâm có tạp niệm thì tâm không thanh tịnh rồi. Nếu có phân biệt, có chấp trước, đó là sự không thanh tịnh. Do đó cần phải buông bỏ hết những thứ này. Phật nói như thế, chúng ta chỉ nghe là được rồi, nhất định không có nghi hoặc, phân biệt, chấp trước. Nhất tâm hướng Phật, nhất tâm niệm Phật, nhất định sẽ được giảng sinh. Hỏi: kính bạch hòa thượng, trước đây con có tình nguyện dâng hiến một bộ phận trong cơ thể của con cho người bệnh. Vậy con kính hỏi hòa thượng, trước khi lâm chung, con muốn hiến dâng hết các bộ phận còn lại. Không biết làm như vậy có ảnh hưởng gì đến việc vãng sinh của con không? Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: nếu như trước khi lâm chung, Phật tử muốn dâng hết những bộ phận trong cơ thể của mình cho việc từ thiện cứu người, điều quan trọng lúc đó Phật tử không một chút tâm sân giận, đau đớn, thì Phật tử có thể làm được. Nếu như đến lúc đó Phật tử thấy đau đớn khổ sở, sinh lòng hối hận, thì nhất định Phật tử không đến được thế giới Tây Phương mà còn bị đọa lạc ngay tức khắc. Do đó, muốn làm được việc này đòi hỏi phải có chánh niệm. Nếu không có sức tu và chánh niệm thì rất nguy hiểm. Phật tử hy sinh một bộ phận trong cơ thể của mình để hiến cho người bệnh, đó là việc rất tốt. Nhưng việc đó chỉ cứu có một người và duy trì mạng sống của họ trong khoảng thời gian nào đó. Nhưng nếu Phật tử hết lòng tu hành, sau khi mình thành Phật sẽ cứu độ vô số chúng sinh khắp tận cõi hư không trong toàn pháp giới. Điều này Phật tử nên cần suy nghĩ lại cho chín chắn. Hỏi: kính bạch hòa thượng, trước đây con có tình nguyện dâng hiến một bộ phận trong cơ thể của con cho người bệnh. Vậy con kính hỏi hòa thượng, trước khi lâm chung, con muốn hiến dâng hết các bộ phận còn lại. Không biết làm như vậy có ảnh hưởng gì đến việc vãng sinh của con không? Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Hỏi: bạch hòa thượng, con chuyên tu pháp môn niệm Phật, quyết trong một đời vãng sinh về cõi Phật A-di-đà. Nhưng trong gia đình con có thờ cúng tiên cô. Đây là truyền thống từ lâu của gia đình. Con cảm thấy đây là sự chướng ngại cho việc tu hành của con. Vậy kính xin hỏi hòa thượng, làm sao tránh được việc này để đến lúc lâm chung việc vãng sinh không có gì trở ngại? Kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: trường hợp của Phật tử giống một Phật tử mà tôi gặp bên Hồng Kông. Vị Phật tử này có lòng mộ đạo vô cùng, nhưng trong gia đình của anh ta cũng thờ cúng tiên cô. Khi trước
anh chưa biết Phật, bản thân anh ta cũng rất tin vào việc này. Nhưng sau khi gặp được Phật Pháp, anh lại bỏ hết. Còn riêng Phật tử đây, hỏi có nên thờ cúng tiên cô hay không? Về mặt tình lý thì có thể được. Mỗi ngày Phật tử cố gắng tụng kinh niệm Phật cho tiên cô nghe, khuyến hóa tiên cô đồng niệm Phật với mình để cầu sinh về tịnh độ. Đây là việc làm vô cùng tốt, vì chính Phật tử đã hóa độ cho họ. Tiên cô còn gọi là tiên nhân, họ vẫn còn bị chi phối trong dòng sinh tử luân hồi, xuống lên ba cõi sáu đường. Khi phước báo của họ hết, lúc lâm chung còn bị đọa lạc, chưa thoát khỏi sự sinh tử luân hồi. Chúng ta thờ cúng tiên nhân, quỷ thần, thỉnh họ làm những vị thần hộ trì Phật Pháp, đặt bàn thờ của họ ở hai bên bàn thờ Phật. Mỗi ngày theo thời khóa tu tập sáng tối, thỉnh họ cùng chúng ta tu tập. Không nên thỉnh họ đi chỗ khác. Phật tử theo thời khóa tu tập như vậy, nhất định họ sẽ giác ngộ. Còn nếu mình làm không khéo thì họ sân giận, không tha cho chúng ta. Do đó, khi làm việc gì phải tự lợi lợi tha, và hai bên đều có lợi. Tôi thấy nhiều Phật tử trong gia đình có hai bàn thờ, một bàn có bài vị thờ cúng ông bà tổ tiên và một bàn thờ Phật. Đây là một điều rất đáng ca ngợi tán thán. Bàn thờ tổ tiên ông bà đặt hai bên bàn thờ Phật, khi chúng ta lễ Phật là chúng ta lễ luôn cả ông bà tổ tiên. Kính Phật tức là kính ông bà tổ tiên. Kính Phật là tôn sư, kính ông bà tổ tiên là hiếu đạo. Việc làm này rất đúng pháp, rất đáng được ca ngợi và đề xướng. Ở Singapore, chúng tôi có xây dựng một điện đường, hai bên xây hai bàn thờ lớn và có bài vị. Một bàn thờ chúng tôi thờ tất cả dòng họ tổ tiên của dân tộc Trung Hoa, và một là thờ tổ tiên đất nước dân tộc Singapore. Phật dạy chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Chúng ta phải hằng ghi nhớ câu này. Đây chính là dân theo lời của Phật dạy. Hỏi: Thưa Hòa Thượng, Kinh Kim Cang nói: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Sinh tâm là chỉ tâm chẳng dính mắc vào sáu trần bên ngoài mà sinh tâm phân biệt. Còn chúng ta là những người niệm Phật, lấy phương pháp niệm Phật để an tâm, chẳng trụ vào sáu trần mà sinh tâm phân biệt. Vậy những người học thiền tông thì tâm an ở chỗ nào? Xin Hòa Thượng giải bày cho đệ tử hiểu. Đáp: Ôi chao, lo những chuyện này để làm gì? Họ có chỗ an tâm của họ, cần gì Phật tử phải lo cho họ? Ta có chỗ an tâm của ta thì được rồi. Ta an được tâm ta chưa mà đi lo cho kẻ khác, như thế thì tâm của Phật tử làm sao an nổi? Phật tử lo nhiều quá đi thôi. Người hành giả niệm Phật, chúng ta phải đem tâm an tại Tây Phương Cực Lạc thế giới, an trụ với câu thánh hiệu A-di-đà. Trong tâm mình chẳng có cái gì khác ngoài một câu A-di-đà Phật. Chúng ta phải đem tâm an tại chỗ này. Mỗi pháp môn tu tập đều có chỗ an tâm, lập mạng pháp môn đó. Chúng ta không học pháp môn đó, nếu đi lo nhiều như thế thì tự mình làm chướng ngại cho mình. Trừ khi mình là người giảng kinh thuyết pháp lợi sinh thì Phật tử cần nên biết nhiều để giúp chúng sinh, đó là điều cần thiết. Còn mình là người hành giả chuyên tu pháp môn niệm Phật thì phải quyết tâm tinh tấn hành trì. Đến lúc công phu tu tập thuần thục, đó là điều rất quan trọng đối với mình. Nếu như trong khi tu tập vẫn còn hỏi đến các pháp môn khác, nhất định làm trở ngại tâm thanh tịnh của mình và công phu tu tập. Đạo lý này cần phải biết. Hỏi: Kính Bạch Hòa Thượng, tại sao gọi là thọ sinh trả nợ? Có một sư cô dựa vào việc này để cúng kính và nói rằng muốn ít trả nợ thì nên tụng Kinh Kim Cang để có thể chuyển được định nghiệp. Con đã nhiều lần khuyên vị sư cô này không nên làm những chuyện như thế, nhưng sư cô không nghe. Con cũng chẳng biết có cách gì để khuyên cho cô giác ngộ. Kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Đáp: Con người sinh ra, lớn lên,
ai cũng mắc nợ. Có người còn mắc nợ của ma quỷ, nợ chúng sinh, vân vân, nợ đời quá khứ và nợ đời này. Do đời trước thiếu nên đời này phải trả. Trả nợ là một việc tốt, vì chúng ta thiếu nợ là chúng ta phải trả. Điều này không thể tránh được. Quý Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Phật tử chúng ta có duyên lành gặp được Phật Pháp. Nếu ngay trong đời này có thiếu nợ chúng sinh thì mình vẫn vui vẻ trả, chẳng buồn phiền gì cả. Trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta thiếu duyên lành nên không gặp được Phật Pháp, nên không tránh khỏi những việc gây tạo tội nghiệp, gieo ân kết oán với vô số chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay. Dây trả, trả dây cứ xoay dần không thể kể cho hết được. Do vậy mà con đường đi đến giải thoát giác ngộ luôn bị chướng ngại. Nguyên nhân là ở chỗ này, hoàn toàn do chính mình gây tạo quá nhiều nghiệp bất thiện trong đời quá khứ. Phật dạy chúng ta phải cố gắng tự mình nỗ lực tinh tấn tu hành, tụng kinh, lễ Phật, sám hối, làm các việc thiện, rồi hồi hướng công đức đó đến cho họ. Đó chính là chúng ta trả nợ. Muốn việc hồi hướng được viên mãn tốt đẹp thì phải bằng tâm chân thành của mình, bằng sự thiết tha phát lồ sám hối. Nếu chúng ta chỉ dùng lời nói mà việc làm không tương ứng với tâm, chỉ niệm suông thì đâu có tác dụng gì. Chúng ta ngày nay hiểu được Phật Pháp rồi thì mọi cử chỉ hành vi cũng đều lợi ích cho tất cả chúng sinh, lợi ích cho Phật Pháp, không làm những việc sai lầm. Được như vậy thì công đức hôm nay tạo ra mới đúng thật là ý nghĩa của việc hồi hướng. Trên báo bốn ân lớn, dưới cứu ba đường khổ. Từ vô lượng kiếp chúng ta đã chịu ân vô số chúng sinh và cả oan thân trái chủ. Có ân thì chúng ta hồi hướng cho họ để báo đáp ân đó. Có oán, chúng ta cũng hồi hướng cho họ để giải trừ oán kết. Làm việc gì cũng phải xuất phát từ nơi nội tâm của mình, đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Như thế mới đúng nghĩa là hồi hướng cho họ. Đã là định nghiệp thì chúng ta không thể chuyển được. Trong kinh nói rằng, ngay như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không thể chuyển định nghiệp được. Chúng ta tôn trọng mọi người, khuyên bảo họ bằng tấm lòng, nhưng họ không nghe thì bổn phận của chúng ta hết rồi. Nghe hay không là việc của họ. Giống như ta khuyên người thân trong gia đình và cả bạn bè, khuyên lần thứ nhất, lần thứ hai không chịu nghe thì chúng ta đừng nói nữa. Không khéo lòng nhiệt thành của mình trở thành oán thù đối với họ. Nếu như vậy thì chúng ta làm cách nào? Tự mình nỗ lực công phu tu tập nhiều hơn, làm sao để họ nhận được sự thanh thoát nơi chính mình. Sau này gặp lại chúng ta, họ cảm nhận được đạo vị giải thoát thì ngay đó mình đã chuyển hóa họ rồi. Hồi tôi còn ở bên Trung Quốc, có rất nhiều bạn bè học cùng lớp không tin Phật Pháp, lại còn phản đối việc học Phật của tôi. Họ nói với tôi rằng, tại sao bạn lại mê tín như thế? Sau này tôi qua Đài Loan, xa cách nhau đến 10 năm. Bây giờ gặp lại tôi, họ nói rằng, bạn chọn đúng đường rồi. Tôi đưa tặng các kinh sách cho họ, họ rất vui mừng và đọc hết tất cả. Như vậy, chúng ta chỉ cần im lặng mà sống, để họ thấy được sự thanh thoát của mình mà tự họ giác ngộ. Cảm hóa được người thân quyến thuộc không phải một lúc là chúng ta làm được liền. Hiện tại nói họ không nghe, đến vài năm sau chúng ta khuyên họ mới chịu thức tỉnh hồi đầu. Khi tuổi càng lớn, họ càng cảm nhận sâu sắc những cảnh trái ngang của cuộc đời, những sự mất còn khốn khó, thì lúc đó họ dễ dàng thức tỉnh hơn. Tuổi còn trẻ, nhiệt khí mạnh mẽ, tự tin vào sức mạnh của mình, không dễ dàng khuyên bảo họ được. Chúng ta cần phải có tâm nhẫn nại, kiên trì mới có kết quả được. Hỏi: Thưa Hòa Thượng thường nói đoạn trừ phiền não, nhưng trong kinh nói phiền não chẳng thể đoạn. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, rốt cuộc thì phiền não đoạn được hay không? Đoạn bằng cách nào? Hai câu này có mâu thuẫn không? Xin Hòa Thượng giải bày cho đệ tử hiểu.
đáp. Bạn hỏi câu này không sai. Trong kinh Đại Thừa, Phật dạy chúng ta, phiền não tức Bồ Đề. Nếu phiền não đoạn rồi, thì ngay đó là Bồ Đề hay sao? Phiền não có cần phải đoạn không? Phải đoạn. Nếu như không đoạn phiền não, thì bạn không có cách gì rời khỏi thế gian này. Không có cách gì thoát ly ra khỏi lục đạo luân hồi được. Cần phải khẳng định điều này như vậy. Nhưng trên thực tế, phiền não chẳng cần phải đoạn, mà chỉ chuyển hóa thôi. Đem nó chuyển hóa thành Bồ Đề, tức là phiền não đã biến thành Bồ Đề rồi. Cho nên gọi phiền não đoạn rồi, Bồ Đề sinh rồi, là ý này. Ví dụ, lúc trước chúng ta cúng dường một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng vàng. Bây giờ chúng ta muốn cúng dường tượng Phật A Di Đà, mới đem pho tượng vàng đó nấu chảy ra, đúc tạo một pho tượng Phật A Di Đà khác. Lúc này thì Thích Ca Mâu Ni đoạn rồi và A Di Đà Phật sinh rồi. Quý vị thử nghĩ đoạn cách nào, sinh cách nào? Vẫn là một khối vàng đúc tạo lại một pho tượng Phật A Di Đà. Cho nên bạn phải biết dùng ý của chữ đoạn, không phải là đoạn diệt. Đoạn ở đây có ý nghĩa là chuyển hóa. Bạn liễu giải được rồi thì sẽ hiểu phiền não có đoạn hay không, và đoạn bằng cách nào, bạn sẽ nhận biết ngay.